Hảo thuật Lê Kiệt xin phép chào mừng quý vị cùng các bạn với lời chúc trân trọng và tốt đẹp nhất. Đáp lại sự tình yêu của vị, hôm nay chương trình xin phép quý vị 6 màn ảo thuật vô cùng đặc sắc. Đó là thay đồ trong 3 nốt nhạc, bao thư vá tiền biến ra chim, quyển sách biến ra hoa v.v. Xin mời các bạn vào xem giải trí sachet sau những giờ làm việc mệt nhọc nhé. Thank you.
Chương trình ảo thuật Lý Kiệt đến đây xin phép tạm dừng. Không có gì hơn, xin gửi lời chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, chia sẻ và đăng ký xem chương trình. Xin kính chúc quý vị được vạn sự như ý, tỷ sự đạt thành tốt đẹp nhất quý mơ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.